Ấy, con nghe sư giảng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới và một số thiền chỉ đạt đến cận định, rồi từ đó tu tập tứ niệm xứ để giải thoát. Nhưng trong kinh Tăng Chi Phẩm Một Pháp có đoạn nói: một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và đoạn ở dưới cũng nhắc đến một số thiền chỉ khác cũng có thể chứng ngộ niết bàn. Vậy trong đoạn này chỉ nhắc đến niệm Phật mà không nhắc đến tứ niệm xứ, vậy tu tập thiền chỉ cũng giác ngộ được phải không? Xin sư giải thích thêm. Nó như thế này ha, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán ly, thì cái đoạn này đó là đang nói tới tứ niệm xứ đó, thưa quý vị. Đoạn này là nói tới tứ niệm niệm xứ đó. Đây nè, khi mà được tu tập làm cho sung mãn, nó có nghĩa là đạt đến được cái cận định của cái đề mục niệm Phật ha. Nhưng mà để đưa đưa đến cái sự mà nhất nhất hướng nhàm chán ly tham á, thì ở đây là bắt đầu là quán danh sắc rồi, dùng cái định đó đó để quán danh sắc là bắt đầu là tu tập tứ niệm xứ á. Cho nên cái đoạn này là bắt đầu là tu tập tứ niệm xứ ha. Cho nên mặc dù Đức Phật không có nói gì đến cái chữ tứ niệm xứ hết, nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái chỗ này là bắt đầu tu tập Vipassana đấy. Quý vị chờ sư một tí xíu. Đây chờ là chờ sao, tại vì sư để sư mở cái chú giải của nó đây nè, cái bài kinh này ha, cái bài kinh đây, cái bài kinh tiếng Bali đây, và đây là cái chú giải ha, Buddha Nusati nè. Đây nè, khi tới đây nè, vị đấy bắt đầu tu tập nè, Vipassana ha, có nghĩa là tới đây là bắt đầu là vị ấy bắt đầu là tu tập Vipassana đó, rồi tu tập tứ niệm xứ đó ha. Đấy, cho nên là yên tâm ha, sư nói là dựa theo chú giải nha, chứ không phải là sư ngồi đây mà sư chế ra ha. Đây nè, đây là cái bản dịch của ngài Minh Châu, đây bản dịch của ngài Minh Châu đó, rồi sư mới tìm đến cái bản Pali, tìm đến bản Pali. Và từ cái bản Bali đó sư mới đưa nhảy qua tới cái chú giải cho quý vị ha. Đây là cái bản này nè ha, và sư nhảy qua tới cái chú giải cho quý vị coi đó. Cái chỗ này là bắt đầu là tu tập là tứ niệm xứ đó, Vipassana đấy ha.